Trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam vào tháng 6 năm 2023, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và đệ nhất phu nhân Kim Kyeon-hee đã tới thăm Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong chương trình giao lưu với học sinh, sinh viên và học viên tiếng Hàn, Nguyễn Tiến Huy đã được chọn là một trong năm bạn trẻ tiếp đón và trò chuyện trực tiếp với Tổng thống Yoon và phu nhân Kim. Khoảnh khắc này đã trở thành một giấc mơ thành hiện thực đối với Nguyễn Tiến Huy. Huy đã thể hiện sự hồi hộp và háo hức khi chuẩn bị cho buổi gặp gỡ này. Khi Tổng thống và phu nhân bước vào, mọi lo âu của Huy đã tan biến khi họ đón tiếp với nụ cười thân thiện. Đặc biệt, khi Tổng thống chào mừng bằng tiếng Việt, Huy nhớ lại, với cơ hội đặc biệt này, Huy muốn thể hiện tài năng của mình để chứng tỏ rằng sinh viên Việt Nam giỏi. Được sự công nhận từ Tổng thống và đệ nhất phu nhân Hàn Quốc là một niềm tự hào lớn đối với Huy, một cơ hội để thể hiện khả năng của người Việt trước thế giới. Trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam vào tháng 6 năm 2023, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và đệ nhất phu nhân Kim Kyeon-hee đã tới thăm Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong chương trình giao lưu với học sinh, sinh viên và học viên tiếng Hàn, Nguyễn Tiến Huy đã được chọn là một trong năm bạn trẻ tiếp đón và trò chuyện trực tiếp với Tổng thống Yoon và phu nhân Kim. Khoảnh khắc này đã trở thành một giấc mơ thành hiện thực đối với Nguyễn Tiến Huy. Huy đã thể hiện sự hồi hộp và háo hức khi chuẩn bị cho buổi gặp gỡ này. Khi Tổng thống và phu nhân bước vào, mọi lo âu của Huy đã tan biến khi họ đón tiếp với nụ cười thân thiện. Đặc biệt, khi Tổng thống chào mừng bằng tiếng Việt, Huy nhớ lại, với cơ hội đặc biệt này, Huy muốn thể hiện tài năng của mình để chứng tỏ rằng sinh viên Việt Nam giỏi. Được sự công nhận từ Tổng thống và đệ nhất phu nhân Hàn Quốc là một niềm tự hào lớn đối với Huy, một cơ hội để thể hiện khả năng của người Việt trước thế giới.